chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ mang tới nhiều món miền Tây. Và dĩ nhiên, món miền Tây lúc nào cũng đậm đà và ngọt ngào như cái tình thương mà người dân dành cho nhau. Chúng ta chờ đợi những món ăn sẽ là gì? Miền Tây phóng khoáng và hào sảng với trù phú sông nước, kênh rạch. Chính điều đó đã làm nên một nền ẩm thực vô cùng đặc sắc. Người ta thường hay nhắc đến bông súng, bông điên điển mà quên đi mất một nguyên liệu vô cùng gần gũi và quý giá. Đó không phải là khứa cá này, mà đó chính là trái bần. Muốn ăn canh nấu trái bần thì ra cây hái rồi đem vào ăn. Trái bần đã đứng đây từ chiều, còn đợi gì mà không bắt tay làm ngay món canh chua trái bần nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Anh đầu bếp lấy trái bần và cắt cạch cạch, đun sôi trong 10 phút và vớt ra để lấy nước cốt nấu canh. Bắt nồi canh lên, khi nước sôi thì cho cá bông lau vào. Nêm nếm gia vị, nước mắm Clemen sẽ làm dậy mùi thơm hơn. Một chút xíu thôi mặn nha anh. Rồi, nước cốt bần sẽ được hòa trộn vào canh. Thái nhỏ bạc hà, đậu bắp, cà chua và ớt đỏ. Tất cả thả vào nước đang sôi, chia theo 4 khung hình. Nhớ tắt bếp để giữ được độ xanh mát nha. Vị chua chua của bần, thanh ngọt của cá bông lau, đúng là chứa đầy hương vị đồng nội. Gấp một miếng cá đã được để sẵn phía trên, chấm nước mắm ớt cay, cứ như cơm nhà là đây. Một sản vật của mùa nước nổi không thể nhắc đến, đó là cá linh non. Cá linh nhìn trên hình có kích thước nhỏ, nhưng bên ngoài cá cũng rất nhỏ. Xương mềm, thịt ngọt và béo ngậy. Làm món cá linh kho lạc thì hơi bị hao cơm mà nha. Anh đầu bếp không dám nhìn vào ống kính, lặng lẽ cắt cà chua. Các nguyên liệu đều được băm nhỏ và bỏ vào ướp cá cho dậy mùi thơm. Một ít nước mắm Clemen cho món cá đậm đà hơn. Đảo đều để cá ngấm gia vị đều. Nếu đảo không đều thì cá sẽ ngấm gia vị không đều. Bắt bếp phi thơm hành tỏi, cho cá linh vào rồi đảo nhẹ. Cá linh sẽ ngọt hơn khi có thêm cà chua và nước dừa tươi mới lấy trong tủ lạnh. Để lửa riu riu cho cá nhừ từ trong ra ngoài nhé. Thêm một ít hành để món cá được thơm hơn. À không, thêm nhiều hành, rất nhiều hành. Rim cho đến khi nước dừa cạn sệt lại. Một tổ cá linh kho lạc ngon bá cháy combo chét. Cá lúc này đã chín rụng, xương mềm, thịt ngọt béo. Ăn chung với cơm trắng thì thôi, ngon xỉu tại chỗ luôn. Nếu bạn đã về miền Tây mà chưa được thưởng thức món cá lóc nướng chui thì nên sắp xếp đi lại lần nữa nha. Một món ăn dân dã gần gũi. Cá lóc bắt lên vô cùng tươi sống, không cần sơ chế cầu kỳ, không mổ bụng, không đánh vẩy, không cần ướp gia vị. Xiên cá vào một thanh tre sạch, phủ kín rơm bên ngoài. Lượng rơm phủ lên cũng phải thật vừa, sao cho khi rơm vừa cháy hết thì cá cũng vừa chín tới. Hành động này phải thực hiện ngoài sau hè, không được thực hiện trong bếp. Ở ngoài nướng cá thì bên trong bếp chuẩn bị đồ ăn kèm nha. Khế vàng, chuối xanh và dưa leo. Giờ thì dùng dao rẽ lưng cá làm đôi. Bình thường khói sẽ phả vào mặt rất thơm, nhưng do quay hình hơi lâu nên đã hết khói. Thêm mỡ hành xanh xanh, đậu phộng rang béo ngậy. Người miền Tây thường cuốn cá lóc nướng với bánh tráng, với chuối, với khế, chấm với mắm cá. Cuốn cá béo béo, nóng nóng, mắm thấm ướt bánh tráng, ướt miếng cá, ướt miếng chuối, ướt hết miếng khế, nuốt nước miếng. Món ăn tiếp theo cũng khá là bén ngót đó nha. Anh đầu bếp dùng tay có đeo đồng hồ để lấy trái dưa leo gọt. Dưa leo, hành tím, cà rốt đều được thái sợi. Lương lọc bỏ xương sống và cắt thành từng khúc. Trộn đều với bột năng. Chiên ngập dầu cho lương vàng ươm và chín đều. Lựa xem miếng lương nào đã chín thì vớt ra, vũ 4 cái cho ráo dầu.
lươn ra, trộn với tất cả loại rau và dĩ nhiên phải có hoa chuối. Cho nước gỏi vào gỏi để trộn gỏi. Rưới đều rồi dùng tay bóp một cách gấp gáp. Thiếu rau răm và hành phi là không được đâu nha. Nước sốt còn lại dùng để trộn đều với lươn. Tuy trộn một cách gấp gáp nhưng lươn không hề bị nát. Anh đầu bếp sẽ cho gỏi ra bẻ hoa chuối. Bắp chuối tươi ngon, cắn thêm miếng lươn đều béo giòn tan. Gắp một miếng lươn bằng đôi đũa màu đen, rồi gắp một miếng lươn bằng đôi đũa màu trắng. Không chỉ mang đậm hương vị quê hương mà món nào món nấy còn bén hơn lưỡi lam nữa. Đấu tới cùng để được thưởng thức những món bén này nha. Mà bốn món vừa rồi là rất là đồng quê, đó là thiên nhiên và hoang dã. Đội nào chiến thắng trò chơi, và dĩ nhiên trò chơi của chúng tôi là những trò chơi cũng dân dã như vậy, thắng thì được ăn và được một phần thưởng trong ba chiếc hộp này. Mỗi hộp đều có một phần thưởng và tổng giá trị thưởng là 10 triệu đồng. Bây giờ là trò chơi đầu tiên của chương trình Thi Thử Ẩm Thực. Thưa quý vị, ngay sau đây là trò chơi đá gà hồi xưa mình hay chơi. Tức là gì? Hai người đấu với nhau, co chân lên đó, sau lấy cái chân này đá vào cái chân của người ta y chân giống chân này luôn, giống vậy nè. Ai rớt chân xuống trước là thua, hoặc là ai ra khỏi những cái ô vuông này, bên ngoài ô vuông này là thua. Dạ. Chúng ta đấu 6 lượt, mỗi cặp đấu 2 lần. Từ giờ khắc này là không ai anh em với ai đâu nha. Chính vì vậy có sự yêu đương thầm kín ở đây. Nên chúng tôi sẽ cho chọn số, chọn cặp bí mật. Số nào đấu với số đó và không nói ra. Mất công mà bên này cô này có chọn số 3, cái cậu này thôi để anh chọn số 3 để anh đấu, anh thua em. Chúng tôi không nói chuyện gì đó. Không bao giờ có cái vụ đó. Nên chúng tôi hãy chọn số bí mật. Có 3 số để chọn, 1, 2, 3. Xin mời bí mật chọn. Ý chọn số mấy? Em số 1. Hợp lý. Nhớ luật chơi. Co lên và đá với cái đầu gối co của người ta. Okay. Đội nào thả chân xuống trước hoặc rơi ra khỏi ô vuông này là thua trước. Tổng trưởng thổi thôi, oánh đi. Du Nguyệt, cố lên. Em đang mọi người hiểu không? Mình đang vặn nhá. Thử đúng không? Em thử. Ê, đứng xuống đi con. Đứng ra lại nè. Mình thử. 1-0 nguyên đội mình. Nhưng mà em thấy là thử là được mà anh. Bây giờ cuộc sống mà mình phải có thử chứ. Mình phải có phép thử với bản thân mà. Lượt thứ hai tiếp tục. Thôi em chưa bao giờ thắng thắng một lượt vậy mà nhẹ nhàng như thế. Anh thấy là em cứ nghiêm chỗ bà này. Nhảy vô. Em lên. Còn có chơi không? Đây nè, cái lộ. Bao đi này. Rồi. Bao trước đi. Nguyên, xong Nguyên. Thắng rồi. Em thắng luôn. Tỷ số là 2-0. Người ta là người ta đá gà là dày. Bà này bà dày. Rồi, tiếp theo lại. Số 2. Ôi. Cố lên. Anh đang đứng im cho nói lại. Gọi là Ai đó.
Rồi cặp đôi còn lại. Ông mời trước đi. Anh mời trước đi. Anh mời trước đi. Ủa trời, lấy gã cái lỗi. Đây là cuốn sao nào? Em mà ơi. Hay. Không sao. Bốn một. Gà này hơi non xíu nhưng mà vẫn đẹp. Đâu? Anh me kiểu ngày xưa ấy. Ông bà cho này, ông giật chạm vào tôi cho này. Ông chạm vào người tôi trước đi này. Ra ngoài rồi. Như vậy á là 4-2. Yeah, team mình thắng. Thưa quý vị, yeah, thắng rồi. Ở trong đội này chỉ có mình anh Tú là có sức mạnh thôi. Thế nên là bây giờ là chơi riêng lẻ thì cũng không công bằng lắm, đúng không? Đúng rồi ạ. Giờ mình phải chơi toàn đội. Hay. Hợp lý. Mà không được. Đá theo cặp. Hủy diệt nào. Rồi đâu các anh chị cũng đây rồi mọi người. Ui này. Đây đừng có đá nữa. Đây đừng có đá nữa. Còn em đã đó. Em vẫn còn đứng đó. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Thắng rồi. Rồi bây giờ lượt cuối cùng. Ủa vẫn nữa. Một là bốn đều, hai là năm ba. Đội nào còn lại người cuối cùng tồn tại, đội đó thắng. Bây giờ là chúng ta đá loạn xạ, gặp con gà nào mà không phải đội mình là không. Trời khó. Vô thôi. Trận đấu xin thử. Rồi. Tú ra ngoài rồi. Hồi nãy là còn lại hai chọi một. Hai chọi một là Uy với lại Uyên là chọi với Tú. Mà Tú là đang rất là mạnh, vô tình bị một cơn gió tạt qua lạnh bụng hay sao đó. Mà ra tới đây luôn. Quẹo luôn tới tận đây. Tỷ số là 5-3. Đội chiến thắng bước vào đại tiệc, lấy tiền thưởng là đội của chúng ta. Vỗ tay cho cái sự hoành tráng và mạnh mẽ của Uyên. Vỗ tay cho cái sự chơi dở làm phiền đội áo tím Ly. Còn gì nữa, lên món. Đã đến lúc chúng ta phải dùng những món mà chúng ta phải ăn miền Tây. Lên đi mọi người. Nghệ sĩ ơi, hãy giữ lòng tự trọng. Các bạn đến nhà tôi mời các bạn ăn đó. Đầu tiên là chúng ta phải dùng món gỏi, đó là cái món khai vị. Gỏi lươn hoa chuối. À, đây gấp đi, gấp đây. Không, để đi. Anh còn để đó tự phục vụ đó. Ta chưa còn khỏe mạnh lắm. Đây, tộc trưởng, cái này em chỉ sợ là đôi khi có những cái chất nó độc hại để đúng rồi, mình phải thử chứ. Em phải thử trước tộc trưởng, đừng. Tộc. Lươn nó giòn vừa phải. Mà ở đây nói một câu là chính xác luôn nè. Để vào là biết chắc chắn là vị miền Tây liền. Vì độ ngọt, độ chua vừa phải. Và cái sự chát của cái bắp chuối á, nó làm cho mọi thứ trung hòa lại. Nhưng mà anh Giang nói em không tin được đâu, để nên cái này để gần lại đây, đây. Cái này thì phải để ở đây. Cái chỗ này để đây. Cái này nó là cái đề co của chương trình rồi, cứ gấp đi. À được rồi. Gấp đưa cho. Mình là mạng gì? Dạ em mạng kim anh. Cung thì anh biết rồi. Cung nô tì đó. Cho Phúc anh hiểu được cái vị miền Tây liền. Bởi vì chắc chắn rất là miền Tây luôn. Đã hả? Nó như thế nào? Thì ở dưới miền Tây thường sẽ có nêm đường. Chắc chắn lúc nào cái món nào cũng sẽ có đường. Đúng rồi. Nó sẽ ngọt. Ngọt, chua. Thêm cái nước mắm này có gừng nè, sả rồi tỏi. Ăn với cái lương chiên thì nó không có gia vị gì hết. Nhưng mà chấm với cái này thì nó rất là ngon. Cho em thêm miếng rau chuối nữa đi, lỡ ăn hết rồi trời ngon quá trời luôn nè. Ăn lên để em gấp thêm hoa chuối. Nói cho mọi người. Cảm ơn bạn. Không sao, mọi người đến nhà bọn em ạ. Hồi xưa là phục vụ giỏi ha, bưng bê tốt ghê. Nếu mà người ta đã như thế này rồi thì mình cũng mở lòng, mình cho người ta một miếng hoặc 20 miếng. Nói chung anh em bạn bè với nhau, nghệ sĩ cả. Từ từ, lát nữa sẽ có phần cho ăn, bình tĩnh. Ừ.
Bên đó mọi người có nước chấm chưa ạ? Mình cũng có đầy đủ rồi. Mọi người lấy đũa mọi người chấm vào đấy không? Mọi người ăn thử cho có kiểu ít gia vị đi. Cái lương này nè. Rồi. Nó ngon á. Mình phải ăn thêm rau nè. Ta để tất tần tật rau. Khả ngân áo lầu ly. Tập trường. Một phát vào mặt này. Tập trường phải sáng suốt lên. Ủa lít hay ly? Lít là ly. Là giống như là kim cương hả? Dạ. Cũng là tên Lít, mà bé kia, bé kim cương nó ngoan hiền lắm. Bé kia là Lít, bé này là Liết. Nó Liết vô đoàn à. Liết à. Liết đúng à. Đây nè, giờ mình dùng món mới nè. Chia sẻ một thông tin là riêng về món cuốn Việt Nam mình là kỷ lục nha mọi người. Đúng rồi. Cả thế giới phải nhìn vào những món cuốn Việt Nam ngưỡng mộ nha. Công nhận, công nhận. Có là các loại rau rừng nè. Rau này, rau đó là rau xoài đúng không anh nha? Đó, đó. Lá cóc. Cái này gọi là salad. Salad. Salad nè. Đó. Ngon đó. À thơm nè. Rồi xong rồi cuốn rồi đó. Rồi cuốn lại. Leo chuối nè. Chưa có đồ ăn sau cuốn. Thế nè. Trời nè. Làm gì mà đấu tranh tư tưởng dữ ha. Chuối nè. Đây nè, đây nè. Cá lóc nướng nè. Đây là cái món mà Huy rồi nãy là mong muốn nè, tự nhiên có luôn nè. Rồi mắm cá linh kìa mọi người ơi. Cầm cho mình cái đạt. Chứ ở không chị đúng không? Ở không chị. Trời nhỏ nhỏ vợ thấy chồng bị đầy đọa vui. Đây nè. Thay vì chấm mình sẽ múc. Ủa chấm à múc à. Cái đây là mắm cá lồng tông. Cá lồng tông hả anh chứ? À, cá linh. Thấy chưa? Ăn không em? Ủa. Trời ơi. Cảm nhận. Trời ơi, nhìn mặt Đạt buồn. Tốt. Hết cho buồn luôn. Ui, ui, ngon lắm. Ôi, ôi. Hồng hào, không có tên đáng yêu. Rau. Hòa hiệp. Cá thơm. Ngon quá. Mắm vừa. Đồ ăn ngon quá. Ớt cay vừa. Đồ ăn ngon. Beautiful. Beautiful. Ơi nhưng mà cái giờ cái đồ ăn là bởi là mình chỉ được nhìn thôi đó. Chấm cái này hả anh? Ví dụ nha. Đây là rau. Đây không, ví dụ thôi. Đây là rau gì? Diếp cá. Diếp cá đúng không? Làm từ chậm. Dạ. Bài học đầu tiên. Hôm qua em tới trường. Không được. Không nên như thế. Đạt không nên. Bây giờ nè, lát nữa có trò chơi. Để lại cho cô, lát nữa có trò chơi mình sẽ ăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Format chương trình là vậy mà. Rồi rồi có trò chơi. Bọn em có được chưa? Không. Mình thắng mình chơi gì nữa? À nhầm. Em chồng quê tôi hả? Em chồng quê. Lấy con. Lấy con. Em xô tôi ngã. Gì nữa? Rồi. Em xô tôi ngã cái gì? Tối tối nay về đăng Facebook. Đúng là đời. Khi còn mặn nồng thì cho nhau tất cả. Hết mặn nồng rồi thì ngã về không? Móc ra trong này có gì thì hát liên quan tới cái đó. Rồi, ok. Rồi, rồi. Dễ quá vậy. Ai chơi giúp Tú không? Anh Tú, anh Tú gì chứ? Vô. Thế đu đủ. Khó thế. Ui, đu đủ. Vườn cây của ba có trái đu đủ không? Mình phe nào? Vườn cây của ba không? Không, vườn cây của ba không có trái đu đủ. Đu đủ này khó lắm. Vườn của ba là chỉ có trái sầu riêng gấp xuống là đậu u. Dừa hột đều dính vào là rách áo. Cây đu đu đó. Cây đu đu cao ơi ơi là cao. Tào lao. Tào lao. Con gái. Dạ vâng ạ. Sao không biết hát. Tự tin hơn này. Một tia sáng trong đội nha mọi người. Ok. Cam. Tắp cam 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 cam. Hết giờ. Tôi đố mà ở ngoài, ngoài nghề các bạn thì các bạn ta lại tôi đố trong cái nghề mình là nghề ca sĩ. Ủa? Nhưng mà cái nhưng mà trai ca em cam chiều chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang thù đạo. Quá dễ không? Hay hay. Tập trung không nào? Mình sai, mình sai. Đó em nè. Anh mới đúng là tia sáng đây này. Ăn tiếp. Xoài. Ê, sao giống chắc trò thiệt với sầu giải sao thiệt vậy? Xoài, 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 xoài. Xoài ca sao được? Lại, xoài ca. Xoài. Sáng tác luôn bài mới anh. Năm. Bốn. Xoài, xoài. Em thường ăn. Em thường ăn. Ba em chồng. Má em ăn theo. Tào lao. Như vậy là các bạn không vượt được, không vượt qua được trò chơi. Nhưng mà khó thế. Rất khó, tiếc. Khó quá. Nhưng mà khó. Khó quá thì mình chơi gì cho khác. Đúng rồi, chơi cho trưởng. Đợi tôi anh ăn miếng nữa đã. Dạ. Sao khó quá vậy ta. Bây giờ mình sẽ ăn cái món gọi là. Anh lấy cái mũ này. Bởi vì trước chơi tụi em cũng không dùng cũng đâu. Cũng không được ăn mà. Đây. Ôi.
Hôm nay ăn cơm. Cơm trắng nha mọi người. Cơm trắng nha. Cá linh kho lạc. Ngon ha. Ăn cơm chung cơm nè, ăn cơm, cơm múc cơm cho anh, múc cơm cho. Đây đây bọn em lấy cơm cho. Trời cá linh nó béo. Một muỗng thôi, một muỗng thôi đạt. Em múi cơm với cơm. Hơn vị là chua. Em xin muỗng cơm nha. Em để cái muỗng lại để em bới cho người khác. Đúng là kho lạc nha mọi người. Nó không có mặn nha. Cá linh rất là ngọt. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Đừng nói nữa kệ người ta. Ngon á. Ở nhà mẹ em hay làm kho lạc là kho cá kèo á. Ủa nhưng mà nếu mà cá linh này mình còn ăn được, không ăn chung với cơm thì mình ăn được cái gì à? Nói chung là tụi anh ăn gì kệ tụi anh. Đáng ăn cái gì người ta ăn. Thực bây ra giờ là mà... nè, kho lạc là bỏ miếng rau cho nè. Cái đó là hành rồi anh, để là hành rồi anh. Rau hoa. Bởi vậy không, không được ăn là không đúng. Nè mọi người, trang nước cho nè mọi người ơi. Bông điên điển nè. Nè mọi người, không cần ăn cơm nha. Cái này nó vừa phải luôn á, nó cái không có mặn á, xong rồi có thêm cơm vào chỗ nó quyện vô, hòa quyện vô ngon. Với lại cái cá linh nó nồng ăn cắn một cái là nó tan luôn á. Thấy bốc khói luôn. Cá linh nó tan luôn nha mọi người, chứ mình không có nhai nha. Thương lắm. Bây giờ nè, mình sẽ chơi trò chơi chữ ngược, ai đọc được nhanh nhất trong ba người này ăn. Ok ạ. Anh không chưa tôi. Trời, tiếng Việt đọc từ phải qua trái hả? Minh Đức thông minh quá vậy. Đọc. Đúng. Tôi cũng không ăn. Không ăn. Rồi, cảm ơn Minh Đức. Minh Đức không được ăn. Tự nói mấy đứa nói vậy thôi, mình đâu có ép ăn được. Nó là đập đúng đường hung ăn. Trời, nó bản lĩnh quá mà. Canh chua. Ôi, canh chua. Trời ơi. Em cũng thích ăn canh chua lắm nha. Ăn không? Nè, cá gì nãy biết không? Cá bông lau. Cá bông lau nó ngon nhất là phần nào? Cá bông lau. Cái bụng này là cái bụng này. Đấy, bụng đấy. Bụng mỡ. Nó vừa có mỡ mà vừa có thịt. Nó nghệ đúng không anh? Chị miếng canh. Nó không mỡ đâu. Đây, miếng nước mắm ớt sắc nè. Rưới lên trên. Nãy em ăn nguyên một trái ớt luôn anh. Bình thường. Anh không có trái ớt mà ăn nè em. Kệ anh. Ừ. Trời ơi. Gia đình anh chị hòa thuận quá. Cái bụng nó béo lắm luôn á mọi người. Cái bụng nó ghéo hay là cái bụng của cái em bụng ghéo? Nó béo. À em nghe. Em nghe. Trời ơi, nói cái lỗ tai nó bị nghe không rõ hay sao? Ôi trời ơi. Ngon lắm. Ngon lắm á. Mình phải gấp miếng cá. Bây giờ nãy giờ tôi thấy bằng chăm chú luôn luôn á. Lần đầu tiên tôi đã ăn nhiều đồ miền Tây nha bạn. Thay sao? Bạn thấy nhà tôi nấu sao? Rất là cảm ơn cái tấm lòng của các bạn, dù đọc đúng cũng không ăn. Không, cái này mình phải mời khách trước. Nói chung là mình cũng có liêm sỉ của mình. Nói chung là mời. Đấy, mời mọi người. Mọi người cảm thấy là... mọi người đi đã miệng. Đúng rồi. Ăn xong đi mọi người. Mà Vỗ tay. Yeah. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn những tràng pháo tay của những người không được ăn. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm cho họ phải đau đớn ở vòng thứ hai. Vì những món ăn ở vòng thứ hai là còn khủng khiếp hơn nữa. Mời quý vị theo dõi.